Hello nha Nam, nay phép lên lại cho Nam một con siêu phẩm hỗ trợ neo FB209 anh Nam ơi. Cái xe này thì chắc anh em cũng xem nhiều đó, thậm chí mấy cái video cũ nó vẫn còn lưu ở trên cái kênh của FB nè. Đây, Nam cho biển số chắc biết rồi ha. Hai lẻ chín đầu 70, thằng này là đại đầu luôn á, đại đầu của 209 luôn. Hôm nay vậy là tuần thứ nhất 209, cái này em cũng có nói rồi ha, tuần thứ một 209 luôn. Chủ yếu là lên lại báo anh em là nó đã quay trở lại thôi. Xe này em cũng bán cho anh em dân cũng sưu tầm á. Nói chung mùa này thì anh em biết là khủng hoảng kinh tế á, ai cũng tiền nữa anh em ha. Xe này là lúc em bán cho anh em đó là nó đi 3.700 gần 3.800 mà, 3.800 anh em về chạy cũng vài chục cây thôi. 209 cốt trước cốt sau chưa mở nha anh em. Cốt chiếc cốt sau chưa mở thì mình hỏi nó tới vỏ ha. Còn mới trang rồi anh em ơi. Thấy không? À, nhìn mới. Như xe mới. Gấp sườn nữa nè, không tì vết, quá xuất sắc. Xe quay mấy vị trí này coi nó mới gịch à, còn mấy cái ở trên á nó đẹp rồi, quá bình thường, xanh cẩu rồi nè. Ma đầy đủ nè, ma đầy đủ phụ kiện hết. Dạ yên rồi, lại kể đọc theo xe ha, chưa có nhăn luôn á. Xe này có video em quay nhiều rồi, chủ yếu là báo lại anh em thôi, tại vì có nhiều anh em gọi hỏi phép lắm, xe còn không á. Nhưng mà lúc đó em đã bán cho anh em rồi, bây giờ em quay lại để cho anh em nào quan tâm em nói đó, có gì liên hệ gặp trực tiếp phép nha nè. Đẹp quá đẹp. Khó có kiếm được em thứ hai nha anh em. Bảy màu.
như mới. Anh em có thể coi nhẹo hơn á, ở cái clip mấy clip trước á, anh em search vô phép xe máy, anh em search cua chờ neo 209 phép xe máy á. Biển số quá đã luôn, biển số này chắc con không có tự nhiên mà có luôn nha anh em. Mãi 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 Lộc Phát. Cái bồ của nó nè, rồi cho em nó nổ máy rồi nghe chơi nha nè. Mấy cái ký tự công tắc đèn càng đầy đốm đó. Bảy màu xe này, xe này có điều kiện mua về coi chơi được anh em ha. Với mấy cái xe này á bán nói chung cũng không sợ ấy ha, đậu cửa hàng đậu coi chơi cũng vui. À, anh em ta lại có cái để coi ha, này phải sắm mấy cái bục, mấy cái bục, mấy cái kệ, mấy cái bục đậu lên trên đó. Tại giờ neo FI mà tầm xe cỡ này bây giờ nói chung cũng ấy lắm anh em, cũng hiếm lắm, cũng hiếm lắm. Quá đã anh em ơi, quá phê. Quá phê luôn. Đấy, giờ cái đầu bò chịu không nổi. Đẹp. Đây. Dây dầu. Dây dầu thắng hơn. Còn 2.8 nè. Tức là nó cái đời đầu 2.9 đó anh em. Còn kéo đồ 2.8 lên xài. Nữa. Với nãy anh thấy phải quay cái già, cái già này cũng còn 2.8 nè, cái nhựa nhám nè ha, bởi vì thằng này là nó cực kỳ ngon luôn, nó đầu 2.9 luôn, đầu tiên luôn, từng thứ nhất, nó còn kéo đồ 2.8 nên nó xài. À thấy không, thằng này còn 2.8 là yên, còn 2.8 nè. Có nhiều anh em không hiểu á, mua mấy cái xe người ta, anh em đi mua, anh em mua hai neo 209 nè, nhưng mà mấy cái phụ kiện linh tinh rồi đó, cái đát 208 là cái chuyện bình thường nha anh em, nó rất là bình thường thôi, tại vì hãng người ta sản xuất ra rồi đó, dư thì người ta kéo người ta xài thôi, chứ không lẽ giờ người ta đi bỏ đâu đó được đâu đó, phải kéo lên xài thôi.
nó cũng vậy thôi, thậm chí nó còn chất lượng hơn ha. À, mấy cái dòng hồi trước, mấy cái đồ hồi xưa nhầm khi thậm chí cũng chất lượng hơn. Nó còn ví dụ như anh em mà mua 209 á, mà đồ đắt, đồ phụ kiện đắt 2010, cái đó mới gọi là đáng quan ngại vậy nè. À, còn như 209 mà đồ 208, còn 208 mà đồ 207, hoặc 207 mà đồ còn 206 là nó bình thường cũng gì hết á ha, nó còn tuyệt vời đó chứ không có gì mà quan ngại đâu. Cái đó là qua cái kinh nghiệm mình mua nhiều xe đó anh em, rồi mình phát hiện vậy thôi chứ. À, đầu tiên thì nhiều khi tiếp xúc thì cũng bỡ ngỡ đó. Ủa sao xe này 209 mà đồ 208 mà 208 mà đồ 207, nó sao kỳ, nó gì đâu kỳ, nó bình thường đó. Đó, nó đang trong quá trình mà giao giữa năm này qua năm kia thì đồ nó xài lộn xộn. Rồi anh em nào thấy có nhã hứng với em nói thì rước về để vui xuân 2023 nha anh em ơi. Sẵn nói xuân 2023 thì phép chúc anh em xuân mới, xuân 2023 đạt được nhiều thắng lợi trong năm mới. Bất chấp khủng hoảng kinh tế, thị trường khó khăn gì cậy nó ha. Chúc anh em vẫn vươn lên, vẫn được đạt được thành công nhất định trong năm mới. Rồi xin cảm ơn anh em, chúc sức khỏe.